的了。等于嘛，订单可没得飞。Tại ô không phải. Rồi bây giờ cả nhà sẽ đi xuống Huế. Đi xuống Huế nha. Đây Huế mấy tiếng con? Đi mua ra bãi. Con thấy người ta quay mình có ở đây nhỉ Quế cũng ăn chữ thành nói chung là khách du lịch Tây là nhiều nhất là nước được mang nhiều vì họ thích mũi con ở bên ngoài mình đó nè Bà tham gia là nổi danh, là những con nhất của bên Bắc Bộ là nhất ở Việt Nam. Cái này nổi tiếng. Nhưng đấy là chỉ là cái quần kỳ của Bắc Bộ. Ốc thầy là đặc sản Quế. Lấy rồi lấy cái chơi. Chơi liên quan đến con chơi cúng. Nó cũng là con chơi visa. Nó phải có visa đó. Có mấy quán đem nằm lọc đây nè. Quán cái gì đây, đây nè. Chợ Nguyễn Công Trứ đây, đường Nguyễn Công Trứ này. Đường Nguyễn Công Trứ. Dạ. Đây là đường Nguyễn gì? Bán ra Bát Điều. Đường đi đường Bát Điều. Ta đi đường Nguyễn Công Trứ này. Quế thì phần con đi đâu. Ta là Nguyễn Công Trứ này. Dạ. Đây đầu tiên là về cái quán này này. Và 50 người trời đi đâu. Cái gì? Để thử. Có bớt nhé. Quý điều cho tôi xong xong. Nói chung cứ đi bộ dạo dạo cái con đường này là ăn uống thoải mái ha. Đấy là chưa đi bộ làm gì đâu. Vậy. Chưa ai đi bộ này. Khách tay đi bộ này nhé. Đi bộ thị 6 này. À, bộ thị 6, đúng rồi. Chị nhớ rồi. Quán này là đường này là chúng bên cả Việt Nam ở ngoài bên vậy, vậy là chợ đêm là buổi tối là ở đó hả em? Là không, chợ đêm ở ngoài này em chị. Chợ đêm chị ra cái đường này này. Cái đường này là cái đường Lê Lợi. Cái đường Lê Lợi là nổi có cái tên câu mẹ là nổi cái câu mà ở Huế mới mới là. Là chị lên lên khoảng một cân 800 mét á, là cao đường tiền. Còn đây là cái cầu đập đá. Cầu đập đá. Cắm đoàn đi qua lại qua người sinh cúng đấy. À đấy, người sinh cúng một chị ra đấy đấy. Đúng đấy. Ở bên đấy là vùng hến này. Vùng hến này. Dạ. Có mẹ vùng hến đương này. Cơm hến đúng rồi. Không qua đây đoàn. Qua đường có mẹ vùng hến này. Không có cơm gà mà ngon á. Đấy này có quả cơm gà này. Cơm gà bùi. Cơm gà bùi. Đúng rồi, cơm gà bùi nổi tiếng ở Huế á. Nhớ cái tên đi hỏi cái sợ thử cái địa chỉ chứ. Khi nhớ hết lèo lắm rồi. Cơm gà anh mua ở xưởng này là mua đây này. Cơm gà mùi. Dạ đúng rồi. Cơm gà. Nhưng thấy ngon, quán là sập rất sập. Nhưng mà này nó chiên cơm này ngon lắm. Nhưng người ta chiên cơm nữa. Dạ. Cơm gà mẹ cơm gà. Cơm gà. Mẹ không hiểu mẹ hỏi cơm gà là cái gì. Cơm gà. Cơm gà bột gâm, cơm gà mùi. Cơm gà cái quán tên là A Bùi. A Bùi. 135 thì đừng phải chờ đi đây này. 135 thì cơ.
Dạ, 135. Tụi dân đã tới Huế rồi, mình đã nhận phòng khách sạn ở đây mọi người. Ai? Khách sạn nằm dọc với lại bờ sông luôn. Ông với bà hả? Ai? Ai tới Huế? Đó, chợ hai người Tây á. Đi đâu rồi? Ça c'est les cœurs de banane. Cái này ok. Cái này là bánh nậm hả? Chỗ này là chỗ vua đó, vua ở hồi xưa đó. Mais toi, mais non, au contraire, ça fait drôle. Non, mais pas sur moi, pas sur moi de la tête. Non, mais t'as plus, t'as l'air de vrai. Ba đi vô trong đây mua vé. Xe kìa, xe nha mẹ. Phòng vé lúc ở đầu kia mà. Rồi, cả nhà dân đã tới Huế rồi, bây giờ là mình sẽ chuẩn bị đi vô mua vé để đi Huế. Đi Machida đi nè. Chạy. Chạy. Chạy đi, chạy đi. Chạy em giờ đâu té nó. Chạy ông ngoại kìa, kiếm ông ngoại, kêu ông ngoại cho mẹ. Đội cái nón thế, đội ngược, đội cái nón lại, đừng có đội vậy. Kêu ơi, kêu ông ngoại ơi. Ông ngoại ơi. Trời ơi, nó chạy để nó nắm tay ông ngoại đi, hai ông cháu đi thì ghét. Đi đi, nắm tay ông ngoại, dắt ông ngoại đi đi. Dắt ông ngoại đi tham quan. Đi tham quan nè. Đó, hôm nay được đi Huế với ông bà ngoại nè, sướng chưa? Hai em 2 tuổi rưỡi, được đi Huế với ông bà ngoại nè. Đi nè con, đi đây, đi đây, em ơi. C'est le château qui visite. Ça non, c'est le fort. Ça c'est là où il y a là, les soldats. Là c'est l'entrée. Voilà, il y a les soldats. Et là c'est où il y a les rois. Il y avait les rois. L'intérieur. Đâu rồi em, đâu rồi. Viens Machida. Đi, đi, đi. Anh em có xe đâu hết. Để cho đi, để cho đi, để cho đi không sao đâu. Để cho đi. Có đi được. Đi. Chạy. Chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy em giờ đâu té nó. Chạy ngoại giờ chứ không phải. Ok, ok, ok. Rồi, dân tới cung đình Huế rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô tham quan cung đình Huế nha. Pasé español, ¿está bien? Đi đâu vậy chọn không là trong cung đình. Rồi, rồi, nói rồi, đang nói rồi. Cung đình đó. Mỗi người một vẻ. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Quần thể di tích Cố Đô Huế, hay còn gọi là quần thể di tích Huế, là những di tích lịch sử văn hóa do Triều Nguyễn chủ trương xây dựng vào khoảng thời gian từ đầu thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20, nay thuộc phạm vi thành phố Huế. Nó được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 11 tháng 12 năm 1993. Sau khi mua vé tham quan, quý khách tiến vào cổng chính phía nam của Hoàng thành Huế, tức còn gọi là Ngọ Môn, được xây dựng vào năm Minh Mạng 14, là năm 1833.
Ngọ môn có nghĩa là đen, là cổng giữa trưa hay là cổng xoay về hướng ngọ, là cổng lớn nhất trong bốn cổng chính của Hoàng Thành Huế. Sau khi băng qua Hồ Thái Dịch, chúng ta đi theo cầu Trung Đạo đến Sơn Đại Triều, rồi tiếp theo đến Điện Thái Hòa. Điện Thái Hòa là cung điện nằm trong khu vực đại nội của Kinh Thành Huế. Điện cùng với sân chầu là địa điểm được dùng cho các buổi triều nghi quan trọng của triều đình, như là lễ đăng quang hay là sinh nhật của vua, những cái buổi tiếp đón sứ thần chính thức, và các buổi đại triều được tổ chức hai lần vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Trong chế độ phong kiến, cung điện này được coi là trung tâm của đất nước. Điện được xây dựng vào năm 1805 thời vua Gia Long. Năm 1833, khi vua Minh Mạng quy hoạch lại hệ thống kiến trúc cung đình ở đại nội, trong đó có việc cho dời điện về mé nam và làm lại đồ sộ lộng lẫy hơn. Khu du lịch thì chỗ đâu cũng như vậy. Chỗ đâu? Cái đây là. Cái đó là viết lên thôi lệnh đó. Chỗ đâu. Ví dụ như mình đi du lịch nước ngoài cũng vậy rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ thì đó, chứ cái đó đây là. Cái đó là lạ đó, không có cái đó lạ. Ê Yến. Allez, comme ça je garde les photos. Mẹ. Thì ta dừng lại cho mình vô thôi. Nó kìa. Rồi, đi. Rồi, hey. Đi. Ok, đẹp quá cha. Đúng không? Cha. Cha. Gì? Cha. Trời ơi. Nè. Này. Nô. Nô cái gì đi đó nắng. Đó, từ đây lên. Thôi nó bả được rồi bà cứ che ba đi. ông lấy cái máy này giống của ông. Đơn Huy Hoàng Thái Hậu, thường gọi là Đức Từ Cung. Mẹ của Hoàng Đế. You have taken this with this one transmit. Thì hỏi ta. Ông giống của mình, ông hỏi. Ông ấy cái máy này giống của ông á. Ô mày cứ cho ông hồi nào ngay còn cầm tay. Có. Thank you.
Il a À, cái này là để chụp hình phải không mẹ? Hỏi ông bà muốn chụp hình trên đường quế không? Chưa, ông bà làm vua là hoàng hậu luôn. Ông thích chụp hình. Dạ. Không thích vậy hả? Xin biết. Sao chụp cơ? Cái này là ngồi trên kiểu thêm mới 60, còn cái này là chụp bình thường đó, là chụp bình thường. Thôi đi. Phải đây không? Thôi đi. Thôi đi ra ngoài đi. Đi đi đi. Đi ra ngoài coi đi, đi coi kỹ là chưa kịp coi vậy chứ. Đi mà chị ra. Mình đi nè Machida, bye bye con. Con đừng quậy, con đừng quậy. Xin lỗi chưa? Chưa chưa đâu. Là đồ là ở đây nè, mình lựa đồ ở đây. Quý. À cái này là bán. Cái này là để bán. À, xà bông. Mà kia. Ce mec qui a un casque là-bas, je crois qu'il y a français aussi. Tu sais, les gens ils font un casque là. Nào. Không có, bên kia, bên kia. Đây là còn lại mấy cái tàn tích á. Cái này nó tàn. Như mấy sao nữa. Không. Không, cái này là còn có mấy cái tường thành tàn tích thôi mẹ. Không à, ủa mẹ, mẹ nhớ ai vậy? Khu vực đó là gì của hoàng hậu ở hả? Hoàng hậu công chúa, cái cung á. Đâu? Đây. Này á. Ở cái cung á, như này là cung của các quan. Này là cái tường hồi xưa còn lại nè. Cái tường đó. Chưa, chứ cái này là xây mới sau này rồi. Mấy cái này là xây mới. Kế lại coi, coi như là nó sơn phết lại chứ cái này nè. Cái này mới là cái tường hồi xưa. Giờ chụp hình mấy cái quan này là được nè. Vous avez bien mangé, Yann? Oui. C'est moi qui ai entretenu la femme avant déjà. Le marché plus s'est cassé, il laisse. Hein. Tu vois? C'est vrai. On n'est peut-être pas censé passer par là. Hein. Peut-être c'est pas le passage, hein, attention. Hein. C'est ça aussi. Hein. Oui, c'est possible, mais c'est des à côté, voilà. Les gens ils voient. Tu vois, ah, ouais, voilà, on n'a pas passé le passage comme il faut. Non, mais je suis d'accord. Mettez-vous au milieu là après. Là. Tu vois là ils prenaient le thé. Ouais. Ben oui, mais... Ah ouais, je vous ai déjà vu, c'est vrai. Carlos ici, c'est là. Je devais... Peut-être que je me suis réincarné, hein. Peut-être que j'étais ici avant. Hein. Allez, Machida. Một vị quan thời Nguyễn và đoàn tùy tùng mã binh
Machida. Lại đây Machida. Này là quan võ Triều Nguyễn nè. Này chụp với sứ đoàn Pháp nè. Các bà hoàng hậu, bà Tiên Cung và bà Thánh Cung, vợ Hoàng đế Đồng Thánh, tiếp Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp năm 1931. Đó ông. Năm bốn là Pháp qua đây thôi. Qua lâu qua trước đó. Pháp hoàng là Pháp không mấy. Công chúa Mỹ Lương. Công chúa Mỹ Lương, bà chúa nhất. Chị cả Hoàng đế Thành Thái. Công chúa Mỹ Lương. Hoàng Thái hậu Từ Cung là bà nội của vua Bảo Đại. Hoàng hậu Từ Cung và Tuy Tùng. Là ba của ông hả? Nguyễn Ánh là tới ông vua gì? Rồi mới tới Phạm Duy Khải Định là cháu nội hả chị của Nguyễn Ánh á. Hoàng đế Bảo Đại. 100 năm đó. Mẹ lộn rồi, như cái cung của mấy bả là ở đó kìa. À, đây nè. Đây, đó hả? Đây nè, bên kia thì phải chứ không phải đâu. Cái nào còn rộng lắm, dài tuốt tầy dưới à. Ở trong đây đi cũng cái đường này nó cho mát nè. Đi cái đường này mát nè. Ôi tốt mình đó, sai sợ. Đi ra chụp hình với con rồng này được mà nắng quá. Đây, ba dẫn nó lại đây chụp hình nè ba. Đi. Dạ, anh đứng đây chụp. Regarde. Ils étaient pas cons, ils avaient des trucs à faire, c'est un village. Hein. Tiens, c'est grand. Hein. Ah oui, c'est un village. C'est tout derrière là-bas, il y a les roues, il y a tout. T'as vu là-bas derrière? Il est énorme le truc, ça va encore je sais pas où là. T'as vu là si c'est? On a vu ce que ça fait quand? Moi je disais c'est dommage qu'ils fassent pas, tu sais tous ces prés là, qu'ils fassent des jardins et tout ça, avec des fleurs. On va faire, tu sais il n'y a pas des commentaires à la fin, ce qui va. Quoi? Alors dis. Mais, parce que là il y a de l'eau, mais partout il y a de l'eau. Ah, pourrait faire. Chứ là ai mà làm cỏ cho kìa. Trời ơi, nó té, không sao đâu, nó té rồi, nó đứng vậy không. Trời ơi, sao không sao vậy? Nó lại lì lắm. Trời ơi, sao không sao vậy? Cái nào đó? Người hợp ra con hợp kia. Hợp cái chỗ mình mới đầu tiên vô. Hợp có combien d'années ça? Eh oui, ça? 800. 800 ans, ça déjà. Ça vient tenu le bois et tout, hein? Mais il devait le traiter, tu sais, avec... Ouais, il devait travailler. Avec un produit, là, tu sais. C'est né ça? Ah oui.
Comment vous savez qu'ils sont nains? Parce qu'ils sont nains. C'est les coqs normales. Soit ils sont petits, non, Yann? Ah non, les coqs, ça peut être très gros. Ah, mais il y a les grands. Ça, là, c'est les nains qu'on appelle. C'est beau, bon, le paysage, là. Là, ouais, là, tiens, là, ça commence à être beau, là. Ah non, je filme. Vậy đi ngủ vô đi, chứ lại đi ra ngoài đường không biết đường đi á. Đi đi ngủ tới vô đi ta. Ra đó tới đường dầu rồi. Ừ, đi đường này nè. Ông này giống như là nữ hoa viên vậy. Bây giờ tao đang kiếm đồ cổ này, mà đồ cổ này sao còn sơn bóng đúng quá tầy. Cái này em phục chế lại thôi à. Cây hồi đó chắc phục chế nhưng mà cây chắc còn. Chứ hồi xưa là tàn tích chắc nó không còn á. Nó còn mấy cái vặt đằng kia thôi à. Thì ý nói là cây tốt hồi xưa nhưng mà nó sơn lại. Chứ làm gì sao khai cây nổi con. Y như cái chỗ tháp tràm nha Trang á. Đây nè. Đó là xuống đây là cái gì đây? Cái bức trướng của ta là cái cổng luôn. Này đang thái y viện à, cái này là hồi xưa là phòng thái y viện này ba, cái thái y viện. Đi đi đi. Ê bà làm gì vậy? Đây có chân, ôi, có chân. Trời nó nhuyễn dữ lắm á. Trùng. Ôi ba thôi nó ba. Không phải nó nhuyễn mạnh, nó mạnh lắm rồi. Không ba ơi. Ba ba ba. Qua mẹ ba chụp, qua ba chụp mẹ cũng được đó. Chụp cũng được. Rồi. Thôi, nó như con này con mạnh là được chứ. Nó nhuyễn chứ. Nó nhảy xuống là chết. Đâu con. Anh nói không không có người hả? Nè, người ta đứng kìa. Con tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nhé.